Báo cáo với lại quý vị và các bạn. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động bộ cơ chạy bánh răng để lắp vào cái đài Sony 1133SC để phúc đáp một người thượng đế có cái bụng tốt ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đây là cái bộ cơ chạy bánh răng. Thì về bản chất vấn đề, cái bộ cơ này có chạy bánh răng đi chăng nữa, thế nhưng mà cũng không thể bằng những cái bộ cơ khác mà chạy bánh răng. Vì trước tiên là cái bộ cơ này được hãng người ta ưu ái, người ta sản xuất cho toàn bộ bằng nhựa, mà nhựa siêu nhẹ nhá, siêu nhẹ. Nếu mà tháo cái motor ra mình cầm cái bộ cơ, mình cứ tưởng là mình đang cầm một tờ giấy. Siêu nhẹ, thứ nhất là siêu nhẹ, cái hai là siêu mỏng, mong manh đấy. Thì hãng Sony người ta lại tuyệt vời thế chứ nhỉ, người ta lại thiết kế ra được, đây đúng là một kiệt tác của hãng Sony. Đây là bộ cơ chạy bánh răng, chứ còn nếu mà nói kiệt tác thì phải bộ cơ chạy vòng cao su, thì đấy mới là kiệt tác của hãng Sony. Đây là kiệt tác của hãng Sony, xin thưa tới quý vị và các bạn. Người ta đây này, cầm vào cái bộ cơ này như kiểu mình đang cầm tờ giấy, nó nhẹ lắm. Đây, đấy, bộ cơ chạy vòng cao su đây này, đây đúng là một kiệt tác của hãng Sony, bộ cơ này. Thì bộ cơ này là bộ cơ chạy bánh răng. Bộ cơ này mình cung cấp với một móng thóc là 650.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Bộ phên vỉ này là bộ phên vỉ đài Sony 1133SC. Video đêm ngày hôm qua đã chia sẻ tới quý vị và các bạn cái cách nhận biết cái bộ cơ chạy bánh răng và bộ cơ chạy vòng cao su. Bộ cơ chạy bánh răng thì cái bánh đà này nó lõm xuống. Còn cái bộ cơ chạy vòng cao su thì cái bánh đà nó phẳng, nó không lõm xuống. Đây. Đây là cái bánh đà của cái bộ cơ chạy vòng cao su. Đây là cái bánh đà của bộ cơ chạy chạy bánh răng đây. Đấy, bộ cơ chạy bánh răng này này, chạy bánh răng này. Đấy, bánh đà nó lõm xuống nhá. Thì nguyên lý thì bánh răng nọ cọ vào với bánh răng kia thì nó phải khỏe hơn vòng cao su, đấy là điều chắc chắn rồi, không bàn cãi gì. Thế nhưng mà ở cái bộ cơ này thì về cái tính chất là hãng người ta ưu ái, người ta sản xuất ra được một kiệt tác, thế nên là nó cũng không thể thi được với những cái bộ cơ khác chạy vòng cao su, à chạy bánh răng nhá. Đấy. Đấy, tua thì nó cũng chỉ ở mức độ nhất định thôi. Đấy, chứ còn nếu mà nặng quá thì nó cũng không chạy đâu. Đấy. Đấy, tua hai chiều này. Bờ lây này. Bờ lây thì khỏe rồi. Bờ lây thì những cái bộ cơ chạy vòng cao su thì cũng phải gọi cái này bằng cũ tổ. Này. Đấy, nó cứ vần vật vật này này. Đấy, mình cứ hình dung như đây là cái băng nặng. Này. Ôi trời. Này thì có xứng đáng với đồng tiền bát gạo. Bây giờ mình giữ vào đây nhá. Mình giữ vào đây là cứ như kiểu hết băng ấy để xem nó có auto stop không nhá. Này. Ôi trời. Bây giờ anh Trần Văn test nhá. Khác 1861 đây rồi. Xa nhà một ngàn đêm như nhớ giữa trời.
tạm dừng cái này, không có sôi ù xì gì nhá. Còn đương nhiên là đài thì nó phải có hơi tiếng sôi sôi rồi, nhưng mà không được phép ù nha. Này, chạy nốt chỗ này để xem nó có auto stop không nhá. Hết rồi, xem có auto stop không. Phép này tớ hỏng tớ đi ngay, cúng dỗ từ này. Ôi trời ơi, đây thì xin thưa với lại thượng đế ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Trước tiên là cái rắc của cái bộ cơ này, vì nguyên bản của cái đài Sony 1133 là bộ cơ chạy vòng cao su, nhưng mà cái bộ cơ này thì không phải của đài Sony 1133 đấy, thế nên là để muốn lắp vào cái bên này thì lại phải cải tiến ở cái chỗ cái bò điều khiển đây. Thì nông dân đã làm sẵn rồi, ngài chỉ có về cắm rắc vào đây đấy, cái rắc điện cắm vào và cái rắc đầu từ này cắm vào là nó nói thôi nhá, nếu như phên vỉ của ngài tốt đấy. Thì ở đây cái rắc này là rắc 4 chân này, rắc 4 chân, thế nhưng mà cái rắc của mình thì lại có 3 chân thôi, 3 chân mà nó vẫn chạy, thế mới hay chứ lị. Chứ còn nếu mà lại 4 chân nó chạy thì bình thường quá. Ngài lưu ý là khi lắp cái rắc 4 chân này vào là ta tính cái chân số 1 là theo cái theo ở cái mé bên cái chiết áp volume to nhỏ đấy nhá, chứ đừng cắm nó sang bên đây đấy, cắm sang bên đây tính chân số 1 từ cái mé bên volume to nhỏ. Thôi thì nó chỉ có thế thôi. Thế còn cái rắc này mình làm như thế nào thì bây giờ mà để nói ra đây thì quý vị và các bạn lại buồn cười nhá. Buồn cười, bảo tôi tưởng anh làm như thế nào, như ông đúng là nông dân. Thế nhưng mà nông dân thì cũng xin thưa tới quý vị và các bạn, cao nhân người ta cũng chỉ làm cho nó nên nói là hết, chỉ cần gì nữa. Thì đây, nông dân thì cũng 3 giây nhá. Đây này, cái rắc này vào kết nối với cái này là nguyên bản zin của nó là 1133 là 4 giây. Giờ bộ cơ này có 3 giây. 3 giây mà nó vẫn nói không ù xì gì. Thế là được cái gì đấy nhá. Thôi thế dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.